Chúng ta enter là để xem coi nó có hiển thị ra hay không. Rồi, chúng ta vẫn thấy không có hiển thị ra. Vậy vấn đề nằm ở chỗ nào? Ở phần này tôi nhấn không có tác dụng. À rồi, tôi đã biết rồi. À, chúng ta chỉ add cho cái phần new book, còn phần Facebook chúng ta chỉ add. Vậy là các bạn thấy là chúng ta đã phải cần phải ép vào tới hai phần, đó là new book và pencil book. Vậy các bạn nhìn thấy nhấn khi chúng ta nhấn vào cái giỏ hàng này đã có hình tay, và khi nhấn vào thì các bạn thấy chúng ta chuyển qua add item ID. Ok, các bạn đã thấy chúng ta đã thực hiện được là add vào. Và lúc này chúng ta sẽ lấy ID này, chúng ta sẽ đưa vào một cái mạng gọi là key. Mạng chỉ có hai giá trị rất là đơn giản, chúng ta là ID cuốn sách và value. Và trường hợp đầu tiên của chúng ta là trong giỏ hàng chưa có sản phẩm nào. Vậy thì chúng ta thực hiện như thế nào? Chúng ta sẽ quay trở về cái phần này. Và chúng ta viết như sau. Chúng ta đặt ra một cái mạng là cạc. Và lúc này chúng ta sẽ lấy giá trị ID này xuống, chúng ta bỏ vào cái mạng của chúng ta. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ có ID bằng. Lúc này chúng ta nên sử dụng gen filter để chúng ta lọc cái giá trị đó cho chắc ăn. Gen filter. Gen filter. Và lúc này filter của chúng ta là number. Hoặc là chúng ta là in. Dạ, in là số nguyên, hoặc một dạng nữa là digit, có nghĩa là số nguyên. Thì các bạn thấy phần này chúng ta chỉ đơn giản là số nguyên. Lúc này sau đó chúng ta là ID. Ở đây chúng ta gọi như này cho đúng filter. Bằng giá trị chúng ta ép, có nghĩa là giá trị mà lấy ở phía trên xuống thì phải là số nguyên, nên chúng ta dùng giá trị này. Filter gọi đến filter. Filter ở đây chúng ta là value. Value của chúng ta lúc này là gì? Value lúc này của chúng ta chính là ID. Có thể là nhiều lúc họ sẽ nhấn lung tung về phía trên đầu này, có thể gây ra lỗi cho cái mạng giao hàng chúng ta. Vậy chúng ta nên có cái phần ID. Sau đó chúng ta sẽ đưa giá trị vào đây của chúng ta. Thì giá trị ở đây chính là array param phần tử ID. Và chúng ta gắn nó bằng ID.